Trung vệ Đỗ Duy Mạnh bị tai nạn giao thông, chia tay tuyển Việt Nam. Tối ngày 5 tháng 11, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã không may gặp phải chấn thương khi đang tham gia giao thông bằng xe máy. Ở thời điểm đó, một xe máy đi ngược chiều đã va chạm vào xe của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, khiến cầu thủ chảy máu ở phần mu bàn chân và được đưa vào bệnh viện khâu lại vết thương. Theo thông tin từ Bộ phận Y tế, Đỗ Duy Mạnh sẽ cần tối thiểu 2 tuần để lành vết thương trước khi quay lại tập luyện. Câu lạc bộ Hà Nội cho biết về chuyện Đỗ Duy Mạnh bị gặp tai nạn giao thông. Đỗ Duy Mạnh bị tai nạn giao thông nên chia tay tuyển Việt Nam. Trung vệ này cũng nghỉ trận đấu của Hà Nội FC đá trận lượt về gặp câu lạc bộ Wuhan Three Town trong khuôn khổ bảng J AFC Champions League 2023-2024 trên sân Mỹ Đình. Trung vệ Bùi Tiến Dũng được huấn luyện viên Trossier triệu tập để thay Đỗ Duy Mạnh. Sự góp mặt trở lại của Bùi Tiến Dũng được đánh giá sẽ giúp huấn luyện viên Philippe Trossier có thêm phương án để lựa chọn trong bối cảnh hàng phòng ngự của đội tuyển đang chịu tổn thất về lực lượng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông tin vào chiều ngày 6 tháng 11. Tuyển Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ hôm nay 6 tháng 11. Tuyển Việt Nam sẽ có một tuần tập luyện để chuẩn bị cho hai trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Trossier sẽ chốt danh sách 28 cầu thủ trước khi sang Philippines vào sáng ngày 13 tháng 11. Tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 16 tháng 11 trên sân khách. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Philippe Trossier sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách Iraq diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 21 tháng 11. Thầy Park nhận xét đặc biệt về huấn luyện viên Trossier trên báo Hàn Quốc. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với tờ Yonhap News Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành cho ông Trossier sự tôn trọng, đồng thời hy vọng nhà cầm quân người Pháp sẽ thể hiện được năng lực. Tôi có phong cách mà mình theo đuổi và huấn luyện viên Trossier cũng vậy. Ông ấy là một nhà cầm quân có năng lực, có hướng đi riêng. Tôi hy vọng ông ấy sẽ thành công với con đường đó, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Trong những ngày gần đây, ông Park liên tục xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, vị chiến lược gia người Hàn đã đến xem trận đấu giữa U18 Việt Nam và Hàn Quốc tại giải Seoul Cup 2023. Đến hôm 17 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục có mặt trên sân Suwon World Cup để theo dõi màn đọ sức của tuyển Việt Nam và Hàn Quốc. Trước trận đấu, ông Park đã gặp gỡ động viên tinh thần các học trò cũ tại đội tuyển Việt Nam. Tôi rất vui khi được gặp lại rất nhiều học trò mà tôi từng dẫn dắt. Tôi động viên các cầu thủ tuyển Việt Nam hãy giành chiến thắng. Tôi hy vọng cả Việt Nam và Hàn Quốc sẽ thu về nhiều trải nghiệm qua trận đấu này. Tôi luôn rất mong đợi sự trưởng thành của tuyển Việt Nam. Ông Park cho hay, sau khi chia tay tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định ở lại giải đất hình chữ S để mở học viện bóng đá. Hiện ông Park đã có hai học viện mang tên mình tại Hà Nội và dự kiến sẽ mở thêm nhiều cơ sở tại Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi đang đào tạo phát triển các tài năng bóng đá nhí ở Việt Nam. Tôi cũng muốn thử huấn luyện ở Hàn Quốc. Nếu có điều kiện phù hợp, ông Park cho biết. Hiện một số đội bóng tại Đông Nam Á muốn có sự phục vụ của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng ông vẫn chưa đồng ý. Động thái mới nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi đội tuyển Việt Nam thua đậm. Tối 17 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuất hiện trên khán đài với tư cách khách mời đặc biệt trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc. Sau khi hai đội cử hành nghi thức hát quốc ca, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuống sân và động viên học trò cũ. Ông dành cho Văn Lâm và đồng đội cái bắt tay và cái ôm thắm thiết. Mới đây trên Facebook cá nhân, huấn luyện viên Park đã đăng tải khoảnh khắc trong trận đấu với dòng trạng thái: "Quả là một buổi tối đặc biệt, thật vui khi tôi có thể gặp nhiều cầu thủ của mình." Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuất hiện trong băng ghế huấn luyện của đội bóng áo đỏ. Ông thầy Hàn Quốc tiếp tục dành cho các học trò và đặc biệt là người đồng nghiệp Philippe Trossier nhiều lời động viên sau khi đội để thua 0-6. Dù không còn là huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn dành cho bóng đá Việt Nam sự quan tâm đặc biệt. Ông thường xuyên xuất hiện ở các trận đấu quan trọng của các cấp đội tuyển Việt Nam. Mới đây, huấn luyện viên Park cũng dự khán trận đấu giữa U18 Việt Nam và Hàn Quốc trong khuôn khổ giải giao hữu Seoul Cup. Theo đó, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi gặp lại người thầy cũ trên sân. Chiến lược gia Hàn Quốc cũng đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ông là người sáng lập ra Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo, nơi nuôi dưỡng và phát triển những tài năng bóng đá trẻ. Huấn luyện viên Trossier kém xa ông Park. Đó là những lời phát biểu về các trận đấu của tuyển Việt Nam, nhất là đụng các đội bóng mạnh. Trước trận gặp Hàn Quốc, huấn luyện viên Trossier nói: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng trận đấu với Hàn Quốc như một món quà để các cầu thủ có thể chạm trán với những cầu thủ hàng đầu thế giới." Sau trận thua Uzbekistan, huấn luyện viên Philippe Trossier nói: "Chúng tôi đối đầu với đối thủ mà ai cũng biết rằng họ mạnh hơn tuyển Việt Nam rất nhiều. Vì vậy, mục tiêu chúng tôi đề ra ở trận đấu này là phải tập trung và tổ chức tốt khâu phòng ngự không bóng. Rõ ràng có thể nói rằng ba đối thủ ở trong tháng 10 này đều mạnh hơn Việt Nam. Đặc biệt trong các trận đấu này chúng tôi phải dành sự tập trung nhiều hơn vào khâu hoàn thiện và làm tốt tình huống kiểm soát phòng ngự, tình huống mở. Tâm thế có ý nghĩa đặc biệt với mọi đội bóng. Việt Nam cũng như vậy, nhưng huấn luyện viên Trossier gọi như món quà, dễ tạo ra cảm nhận theo kiểu bóng chưa lăn đã biết thua. Chuyện gọi Uzbekistan mạnh hơn rất nhiều cũng khiến cho các cầu thủ Việt Nam dễ phát sinh cảm giác tự ti khi đụng Hàn Quốc, bởi họ còn mạnh hơn Uzbekistan."
huấn luyện viên Schuster có lẽ quên mất rằng Việt Nam đã có 10 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, 2 trận gặp UAE ở vòng loại thứ 2. Việt Nam đã vào đến tứ kết Asian Cup 2019. U23 Việt Nam là Á quân U23 châu Á 2018, top 4 ASEAN 18. Việt Nam thắng Dortmund 2-1 ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Lấy ví dụ cụ thể, tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo đá 3 trận với Nhật Bản thì thua 2, cùng tỷ số 0-1 và hòa 1 đều. Đó là những kết quả phản ánh sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn của tuyển Việt Nam. Trong đó, tinh thần thi đấu có ý nghĩa quan trọng. Những kết quả này có công lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo, không chỉ đến từ chuyên môn mà cách xác định tư thế ra trận, trận lượt về làm khách trên sân của Nhật Bản, tuyển Việt Nam gặp khó trăm bề do mất nhiều trụ cột, nhưng ông Park vẫn khéo léo truyền lửa. Ông nói Nhật Bản là đội tuyển mạnh nhưng kèm theo thông điệp, tuyển Việt Nam khát khao cải thiện bản thân và thoát khỏi tầm Đông Nam Á. Một phát biểu rất hay của huấn luyện viên Park Hang-seo là trước cuộc so tài với câu lạc bộ hùng mạnh Dortmund. Ông Park phản biện chuyện các đội của Singapore và Malaysia thua đậm đối thủ với quan điểm không thể nói kết quả không quan trọng ở trận này. Chúng tôi là đội tuyển quốc gia phải thi đấu giữ hình ảnh. Ông Park quả quyết, trước khi vào trận đừng nghĩ đến chuyện thua cuộc. Trước trận gặp Trung Quốc ở lượt về vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo nói, tôi hiểu người dân Việt Nam rất chờ đợi, tôi và các cầu thủ quyết tâm để ngày mai có thể chiến thắng được. Có thể nói chưa bao giờ tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo mang tư thế chưa ra trận đã nghĩ đến thua cuộc. Ông Park luôn tạo ra động lực cho các học trò, biến họ trở thành chiến binh để chơi 100% khả năng. Những gì tôi phải làm là khắc phục điểm yếu về tinh thần, giúp họ tự tin hơn vào bản thân. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ về chuyện cải thiện tinh thần cho cầu thủ Việt Nam. Nhìn ra thế giới, nếu tính vị thế ở bảng xếp hạng FIFA, thành tích và bàn về đẳng cấp cầu thủ thì Nhật Bản không thể thắng Đức, Tây Ban Nha, nhưng Nhật Bản quật cường ở World Cup 2022 để hạ Đức và Tây Ban Nha bởi họ không chỉ đá với mỗi chuyên môn mà tinh thần khiến người hâm mộ phải nể. Cái hay khác của ông Park là không bao giờ tự nói theo kiểu đề cao bản thân hay nói đến mục tiêu xa vời mà có thể không chắc chắn làm được. Ông Park đến Việt Nam thì có mục tiêu sẽ vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA và xuất sắc hoàn thành lời hứa. Ông cũng không nói về lối chơi hiện tại tốt hơn so với người tiền nhiệm. Về những phát biểu của huấn luyện viên Schuster trong 7 tháng qua, có lẽ khán giả tự cảm nhận khác biệt lớn như thế nào so với huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn quay lại với bóng đá Việt Nam. Những ngày qua, bóng đá Indonesia nhắc lại câu chuyện đội tuyển Việt Nam không có ông Park Hang-seo thì không đáng sợ đã đến tai huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên người Hàn Quốc này đã có ý kiến. Phát biểu với báo chí Hàn Quốc, cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nói rằng ông cảm thấy đồng cảm và chia sẻ với huấn luyện viên Schuster vì tình trạng của huấn luyện viên người Pháp này y hệt với ông ngày mới sang và dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, có điều ông Park Hang-seo không đồng ý đó là tư tưởng phòng ngự và việc chỉ chăm chăm lấy thành tích như truyền thông đề cập về quan điểm làm bóng đá của ông với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói thẳng thắn với John Hap News rằng ông rất hiểu bóng đá Việt Nam và gây dựng lối chơi cá tính cho bóng đá Việt Nam, muốn tạo dựng gen di truyền cho bóng đá Việt Nam bắt đầu từ lối chơi mạnh mẽ và cá tính, chứ không phải là người chăm chăm vào gặt hái thành tích mà không tính đến tương lai, đến chuyện lâu dài. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đặt ra câu hỏi khi trò chuyện với phóng viên John Hap News rằng có hay không việc lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Indonesia nói rằng bóng đá Việt Nam nếu không có ông Park Hang-seo thì không đáng sợ. Huấn luyện viên Park Hang-seo tâm sự rằng thời gian hơn 5 năm ông làm việc cùng bóng đá Việt Nam, ông muốn tạo dựng nền tảng chứ không phải là người đi săn thành tích. Trong quá trình tạo dựng, bạn phải gây nên những tiếng vang thì mới thu hút, mới có những thay đổi tích cực và có sức bật được. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng thừa nhận những thành tích mà hơn 5 năm qua ông làm được cho bóng đá Việt Nam chỉ là để xã hội quan tâm và tạo dựng gen cho bóng đá Việt Nam, nên đừng suy đoán hay kết luận rằng ông chỉ là người ngắt ngọn gặt hái thành tích tức thời rồi ra đi. Từ đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đề cập thẳng thắn rằng ông muốn trở lại công tác huấn luyện để duy trì những gì hơn 5 năm qua ông đã tạo dựng và gắn bó cùng bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cố tránh không đề cập đến những gì mà huấn luyện viên Schuster tiếp nối ông làm việc với bóng đá Việt Nam. Nhưng ông cho biết mình vẫn luôn theo dõi bóng đá Việt Nam và những gì mà bóng đá Việt Nam đang đi. Trong trận đội tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuống bắt tay đồng nghiệp Schuster và nói lên những suy nghĩ của mình. Câu chuyện và suy nghĩ của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng giống với bóng đá Hàn Quốc vào thời điểm họ đạt thành tích cao nhất tại World Cup 2022 trên sân nhà. Khi đấy, huấn luyện viên Park Hang-seo là trợ lý số 1 của huấn luyện viên Gus Hiddink cùng đội tuyển Hàn Quốc, tạo nên bước ngoặt và tiến đến thành tích đệ tứ anh hào khi loại các đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Ý. Một kỳ World Cup mà Hàn Quốc để đạt được thành tích đấy và để lấy đó làm bước đệm phát triển thì họ cũng xây dựng gen bóng đá từ lối chơi phòng ngự phản công đến khi đủ con người, đủ điều kiện để thi đấu sòng phẳng với các đối thủ lớn. Với bóng đá Việt Nam hiện tại thì rõ ràng cách tiếp cận với các đội bóng lớn không giống như những gì mà huấn luyện viên người Hàn Quốc xây dựng ban đầu khi buộc các cầu thủ phải thi đấu ngang hàng với đối thủ mạnh, cũng đồng nghĩa với việc tìm chiến thắng trong thế trận 5 năm hơn là cách đá của một đội bóng bị đánh giá yếu hơn và muốn chiến thắng các đối thủ mạnh.